Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay Chủ nhật mùng 10 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đang lo sợ đảo chính. Từ những ngày đầu giành chính quyền cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lo sợ bị lật đổ. Việc lật đổ có thể bằng quân sự nhưng cũng có thể là bằng cách thanh giành quyền lực bên trong và đảng phái khác nhau. Chính vì vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã có đủ sức mạnh và tiêu diệt hết các đảng phái khác từ khi bắt đầu khởi sự, nhằm mục đích không còn lực lượng chính trị nào đủ mạnh để tranh giành quyền lực với Đảng Cộng sản nữa. Ám ảnh mất đảng đeo đuổi các đời Tổng Bí Thư, đến nỗi ông Nguyễn Văn Linh đã phải nói rằng thà mất nước còn hơn mất đảng. Hay như năm ngày 8 tháng 12 năm 2015, trước Đại hội 12 không lâu, ông Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Nếu để xảy ra động độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có thể ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được hay không?" Được biết khi đó, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn cách cầm họng trước ngoại bang để cho đảng an toàn ngồi chia chắc quyền lực ở đại hội 12 sau đó. Và giờ đây, sắp tới đại hội lần thứ 13, vào ngày 8 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Bộ Công an Việt Nam và Tiểu ban An ninh Trật tự Đại hội Đảng 13 tổ chức cuộc diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng, với chương trình bảo vệ nguyên thủ lần đầu tiên được đưa vào diễn tập. Theo như Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo, đây là cuộc diễn tập để bảo vệ Đại hội 13, nhưng theo quan sát của một số nhà chuyên môn, thì đây là cuộc diễn tập chống đảo chính. Thực tế, ngành công an với 1,5 triệu công an và nó được cả Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ đầu tư rất nhiều, đầy đủ các phương tiện hiện đại đủ để bẻ gãy mọi cuộc xuống đường hoặc bẻ gãy lực lượng đảo chính khác. Đây là hình ảnh xe bọc thép trong buổi diễn tập. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, cuộc diễn tập huy động rất nhiều nhân sự và khí tài, trong đó có xe đặc chủng chống bạo động loại 9000E, xe bọc thép Hummer H2, xe chống đạn Ram 2000 do Israel sản xuất, xe Sidecar đặc chủng, xe xử lý bom mìn, xử lý sự cố hóa học và xe phá sóng. Diễn tập trong những tình hình huống giả định như thế nào? Theo thông tin trên báo chí nhà nước Việt Nam, thì ngoài tình huống bảo vệ nguyên thủ, các cuộc diễn tập còn đưa ra các tình huống giả định khác như chống bạo loạn khi hàng ngàn người dân bị kích động, biểu tình và kéo đến tấn công vào trụ sở chính quyền, giải cứu con tin bị bắt cóc, v.v. Đại hội đảng này tụ họp là của những Đảng Cộng sản Việt Nam và từ cấp cao nhất đến trung ương, một số lượng nhân sự chủ lực đều tập trung về đó. Nếu để xảy ra đảo chính bắt giam số người này, xem như phiếu đảo chính có thể kiểm soát được toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý thức được vấn đề đó, trước đại hội lần thứ 13, Đảng đã cho ra mắt rất nhiều hoạt động, những người bất đồng chính kiến thì đã biết bắt giam và tuyên các phán tù rất nặng trong thời gian gần đây, và ngay cả những người viết cũng như vậy. Thực tế, những người bất đồng chính kiến không có khả năng đảo chính hay làm khó chính quyền của Đảng Cộng sản. Nhưng vì họ quá lo sợ mất chế độ nên chuyện gì họ cũng đề phòng thái quá. Nếu những người có hoạt động lật đổ thật thì họ chẳng bao giờ để cho Đảng Cộng sản bắt dễ dàng như vậy. Đây là hình ảnh tham gia diễn tập còn có cả cảnh sát cơ động. Gần đây nhất, ba nhà báo độc lập là nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn đã bị xử phạt tổng cộng 37 năm tù giam với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Có lẽ họ bị kết án nặng như vậy chẳng qua là để răn đe những người phản biện xã hội thôi, chứ khó mà răn đe những người hoạt động lật đổ thật. Mà chỉ răn đe những người phản biện bằng bản án rất nặng như thế thì chế độ Cộng sản Việt Nam thật quá tàn bạo. Cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều lên án Hà Nội về các bản án nặng nề đối với ba nhà báo chỉ vì họ thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. Các nhóm nhân quyền và các nhà phân tích cho rằng những động thái của Hà Nội chủ yếu là nhằm bịt miệng những bất đồng chính kiến, hạn chế những ảnh hưởng truyền thông của họ đối với công chúng trước kỳ đại hội quan trọng mang tính quyết định của các vị trí như tứ trụ sắp diễn ra. Và câu hỏi được đặt ra là liệu có đảo chính từ trong đảng hay không? Vào năm 2015, trước thềm đại hội 12, thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó là Phùng Quang Thanh được đồn đoán là bị ung thư, tựa như ông Nguyễn Bá Thành phải đi Pháp chữa trị. Mà khi đang khỏe mạnh thì ngã bệnh, người ta thường hay nghĩ đến trò chơi vương quyền, đấu đá lẫn nhau để giành ghế cho đại hội. Nhưng thực tế thì đến đại hội, ông Phùng Quang Thanh biến mất một cách bí ẩn khỏi chính trường và đến giờ tăm hơi của ông cũng không ai biết.
Tiếp theo đó là con trai ông ta Phùng Quang Hải cũng bị cho về hưu sớm, và xem như thế là đế chế của Phùng Quang Thanh bị triệt tiêu. Việc bị bệnh và mất tích khỏi chính trường của ông Phùng Quang Thanh là một điều bất thường. Khi đó, mạng xã hội đã rộ lên một tin đồn không biết là thực hay không, hay bên trong là những tin theo thuyết âm mưu, khi đó cho rằng ông Phùng Quang Thanh đã có âm mưu đảo chính trong đảng nhưng bất thành. Theo truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Tổng Bí thư cũng kiêm luôn chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tức là về mặt đảng, ông Nguyễn Phú Trọng mới là Tổng Tư lệnh Quân đội. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng tuy là quyền cao hơn Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng thực chất ông ta đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng thông qua chủ trương, còn quyền điều binh khiển tướng là do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nắm giữ. Thực tế, những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ưu tiên cho công an hơn quân đội. Có lẽ là những người đứng đầu Bộ Công an là lực lượng chuyên trách về việc truy lùng ai làm trái ý đảng, ai trái ý Tổng Bí thư để mà bắt và bỏ tù hoặc đánh đập. Công việc này không thuộc chuyên môn của Bộ Quốc phòng, nên những lãnh đạo của Bộ Quốc phòng không được Đảng Cộng sản Việt Nam trao cho trách nhiệm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt lòng tin vào ông Tô Lâm. Giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thì rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng đang đặt lòng tin vào Bộ Công an hơn. Chính vì vậy, ông ta mới cho Tô Lâm biểu dương lực lượng để chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ Đại hội 13 sắp diễn ra vào cuối tháng này. Với cách làm như vậy thì không loại trừ khả năng có mưu đảo chính từ bên trong, mà đặc biệt là từ Bộ Quốc phòng. Và câu hỏi tiếp tục đặt ra là liệu có khủng bố hay không? Theo báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tại quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, trên truyền hình người ta thấy chủ yếu là lực lượng công an chứ không thấy lực lượng Bộ Quốc phòng. Có lẽ phía Bộ Quốc phòng cũng tham gia nhưng không phải là lực lượng chủ yếu chịu trách nhiệm, mà chỉ là lực lượng tăng cường nếu có biến và Bộ Công an không thể đảm nhận được. Chương trình tổng duyệt này ngày 8 tháng 1 rất hoành tráng. Mở màn là phần nghi thức lễ xuất quân, duyệt đội ngũ và diễu binh các phương tiện, trang thiết bị, vũ khí của các lực lượng tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Buổi diễn tập được thực hiện theo phương án huấn luyện gồm võ thuật, diễn tập, giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập, kích động tại các mục tiêu được bảo vệ ở mọi cấp độ và có rất nhiều tình huống rất phức tạp, đòi hỏi lực lượng đặc nhiệm, cảnh vệ luôn ở trong tinh thần chủ động rất cao để có thể có các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội của Đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng lo sợ lật đổ hơn là lo sợ khủng bố. Đã từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vu cáo Việt Tân là lực lượng khủng bố, nhưng thực chất người ta chưa bao giờ thấy người của Đảng này đánh bom bất kỳ cơ sở nào, và trụ sở của Đảng này tại Mỹ và chính quyền Mỹ cũng chưa bao giờ liệt tổ chức chính trị này vào tội khủng bố. Nhưng thực tế, người dân Việt Nam dù có bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không bao giờ chọn cách khủng bố để mà thực hiện ý đồ chính trị cả. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam thừa biết điều này, nhưng tại sao họ luyện tập rầm rộ với lý do là chống khủng bố như vậy? Đơn giản vì họ muốn dùng từ chống khủng bố chỉ là mục đích để che đậy, chống đảo chính chứ không có lý do nào khác. Vũ khí hiện đại, lực lượng vừa hùng hậu vừa tinh nhuệ là mục đích chống đảo chính, câu hỏi được đặt ra. Được biết, những khí tài quân sự hiện đại như xe chống đạn Ram 2000 do Israel sản xuất, dùng cho các lực lượng an ninh, cảnh sát chống bạo loạn, chống khủng bố, xe có khả năng lội nước sâu đến 1 mét, chống đạn cấp độ B6 mọi cự ly, tốc độ tối đa 100 km/h, hỏa lực của xe có 2 súng máy 7,62mm và đại liên 12,7mm là những khí tài chuyên dụng dùng để chống đảo chính, chứ không phải chỉ là chống khủng bố. Tại các nước giàu có và nổi tiếng với phương tiện chiến tranh hiện đại, họ không dùng những thứ vũ khí hạng nặng như vậy để bảo vệ các cuộc bầu cử. Đây là hình ảnh các loại vũ khí hạng nặng được cho rằng dùng để chống lật đổ ở Việt Nam. Chưa hết, còn có xe bọc thép đặc chủng trang bị cho cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Xe có thân và kính chống đạn, chống mìn, gầu xúc phía trước để dùng thu dọn chướng ngại vật lớn. Xe chở được 10 binh sĩ, đạt tốc độ tối đa trên đường bằng phẳng là 100 km/h. Có hệ thống phóng lựu đạn khói xung quanh xe, có vị trí lắp súng trung liên, các lỗ súng giúp các chiến sĩ ở trong này dễ dàng điều khiển ngắm bắn mục tiêu. Những vũ khí như vậy mà bảo là dùng chống khủng bố là sao? Khủng bố là lực lượng đặt mìn rồi sau đó nổ các cơ sở quân sự. Thông thường những kẻ này khủng bố thì thường tấn công lén lút, không phải tấn công trực diện vào lực lượng vũ trang.
những vũ khí mà cảnh sát Việt Nam tung ra vào ngày 8 tháng 1 vừa qua cho thấy đây là vũ khí chiến đấu có tính chất đối đầu nhau với chiến dịch quy mô rất lớn. Thêm nữa, dàn xe bộ binh bánh lốp của Bộ Tư lệnh Thủ đô, hỏa lực mạnh cộng với tính động, cơ động cao trên xe có thể chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình. Thực chất, nhiệm vụ của loại xe đặc chủng này dùng để đối đầu trong quân sự nhiều hơn là các chiến dịch đối đầu trong phòng phố. Nói tóm lại, ông Nguyễn Phú Trọng đang kéo quân về thủ đô vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 khi mà khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13, có vẻ như ông muốn biểu dương lực lượng và đang muốn ngăn chặn một âm mưu đảo chính nào đó hơn là để chống biểu tình hay chống khủng bố. Nếu có âm mưu đảo chính thật thì có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam đã lúc đến lúc rệu rã, và hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tới trước Đại hội Đảng. Quý vị và các bạn hãy xem và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.